bắt nghi phạm vừa ra tù 3 ngày đã đâm chết người. Bắt cựu giám đốc vườn quốc gia Mũi Cà Mau và thuộc cấp về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng. Truy tố Trang Nemo cùng đồng phạm tội gây rối trật tự công cộng. Tìm hiểu về hành động dũng cảm tham gia tấn công vây bắt tội phạm của người góp phần bảo vệ tài sản cá nhân và đảm bảo an ninh trật tự. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được chia sẻ đến với tất cả quý vị rất nhiều những thông tin nóng liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại các tỉnh miền Tây cũng như các địa phương trên khắp cả nước mà chương trình vừa cập nhật. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ chúng tôi sẽ được bắt đầu từ những tin tức nóng nhất. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở đầu phần tin nóng hôm nay. Thưa quý vị, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận bàn giao từ người dân một cá thể mèo rừng nặng 4 kg cùng với một cá thể trăn gấm có chiều dài gần 10 mét để thả về tự nhiên. Được biết rằng cá thể mèo rừng và trăn gấm này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ông NL ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rạng sáng ngày 4 tháng 10 vợ chồng ông đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa, chạy xuống nhà kiểm tra ông phát hiện con mèo đang đi lại trong khu vực sân phía sau nên bắt nhốt vào lồng. Gia đình ông NL sau đó nghe người dân nói đây là mèo rừng, có người đòi mua lại nhưng ông không bán mà quyết định bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên. Theo kiểm lâm, cá thể mèo rừng này có trọng lượng gần 4 kg, giới tính được, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận con trăn gấm giống cái nặng khoảng 37 kg, chiều dài gần 10 mét, có tên khoa học là Python tericulatus, thuộc nhóm 2B. Con trăn này do một người dân tự nguyện mang đến Ủy ban Nhân dân phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao để lực lượng chức năng thả về với tự nhiên. Sau khi tiếp nhận, các cá thể động vật trên đã được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc sức khỏe trước khi thả về rừng. Liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phát hiện kho chứa thực phẩm đông lạnh đã quá hạn sử dụng 2 năm, bao gồm chân gà, chân giò muối, đùi heo muối nhập khẩu lên đến 90 tấn. Làm việc với cơ quan công an, chủ lô hàng thực phẩm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các giấy tờ kiểm định chất lượng. Những mặt hàng không đủ chứng nhận về an toàn thực phẩm và đã quá hạn, nếu không bị phát hiện sẽ bị tuồn ra thị trường tiêu thụ và hậu quả để lại thì thật sự khó lường cho sức khỏe của người tiêu dùng, thưa quý vị. Ngày 3 tháng 10, Tổ công tác phòng 6 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho tập kết các mặt hàng thực phẩm gồm thủ heo, móng heo, đùi heo, chân gà, có loại thực phẩm đã quá hạn 2 năm nay. Quá trình làm việc với cơ quan công an, chủ lô hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các giấy tờ kiểm định chất lượng của lô hàng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định phương thức hoạt động của các đối tượng là nhập lậu hàng tạm nhập tái xuất, sau đó đưa hàng vi phạm vào nội địa để tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội chia sẻ bài viết tố cáo thủ đoạn giả mạo phụ huynh xin đón trẻ xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đáng nói, sau khi giả mạo phụ huynh đón học sinh không được, người đàn ông gọi điện cho giáo viên để đe dọa và lời lẽ thiếu lịch sự. Và trước sự việc phức tạp này, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra công văn đảm bảo an ninh, an toàn trường học, đồng thời yêu cầu công an điều tra, làm rõ vụ việc. Vào ngày 28 tháng 9, tại trường tiểu học Phan Đình Giót, Hà Nội, đã xảy ra sự việc một người lạ gọi điện cho giáo viên tự nhận là người nhà muốn đón học sinh lớp 2. Khi cô giáo không đồng ý, người này liền xưng là chủ nợ của bố nam sinh. Đây là sự việc gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã yêu cầu công an quận xác minh làm rõ sự việc, kịp thời nắm bắt tình hình các trường học trên địa bàn quận, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Thưa quý vị, chắc chắn đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa thể quên được vụ cháy kinh hoàng ở quán karaoke An Phú ở Bình Dương làm 32 người tử vong. Liên quan đến vụ cháy này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố 2 cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Công an thành phố Thuận An vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 2 cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Danh tính 2 cán bộ công an bị khởi tố là Trung tá Nguyễn Duy Linh, 41 tuổi, nguyên đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An, và Đại úy Nguyễn Văn Võ, 37 tuổi,
nguyên cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An. Trong đó một người bị bắt tạm giam, bị can còn lại do đang bệnh nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt. Liên quan đến vụ cháy này, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân 42 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán karaoke để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Quán karaoke An Phú hoạt động từ năm 2015 đến năm 2017 được cấp phép thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. Còn tại tỉnh Cà Mau, công an tỉnh này đã vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Quốc Khải, 55 tuổi, cựu giám đốc vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Mạc Huỳnh An, 35 tuổi, kế toán trưởng để điều tra về hành vi tham ô tài sản, lập quỹ trái phép, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng. Quý vị biết không ạ, vị cựu giám đốc vườn quốc gia Mũi Cà Mau này đã lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Đây là các khoản thu của vườn quốc gia Mũi Cà Mau mà cựu giám đốc chỉ đạo không đăng nộp, mở quỹ riêng để sử dụng. Ngoài ra còn có 3 người khác là cán bộ vườn quốc gia Mũi Cà Mau bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản nhưng cho tại ngoại để điều tra, gồm Nguyễn Hoàng Khánh 40 tuổi, thủ quỹ, Nguyễn Khánh Linh 34 tuổi, kế toán, thanh toán và Nguyễn Văn Nuôi 42 tuổi, cán bộ phòng hành chính tổ chức. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã xác định Khải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Đây là các khoản thu của vườn quốc gia Mũi Cà Mau mà Khải chỉ đạo không đăng nộp, mở quỹ riêng để sử dụng. Đối với hành vi tham ô, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn giữ lại các khoản kinh phí hoạt động rót về các trạm thuộc vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Các đối tượng nào không tìm được chứng từ thanh toán thì Khải chỉ đạo thuộc cấp tìm chứng từ thanh toán. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2016 đến năm 2018, Khải cùng với thuộc cấp đã tham ô hơn 6,5 tỷ đồng. Sở hữu trang Facebook với hơn 1 triệu lượt theo dõi, Trenemo được xem là một hiện tượng mạng và sau đó đã gây chú ý khi đóng góp, góp mặt trong một loạt sự kiện làng giải trí đi kèm với đời tư lắm thị phi. Đơn cử như cách đây không lâu, do mâu thuẫn với một người phụ nữ khác cũng kinh doanh bán hàng online nên Trang đã hẹn gặp để giải quyết. Vụ việc được Trang phát trực tiếp livestream trên trang cá nhân lôi kéo sự tập trung theo dõi của nhiều người gây ồn ào ở khu vực trước cửa hàng Trang Nemo. Vì thế, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trang Nemo cùng đồng phạm trong vụ án gây rối trật tự công cộng tại cửa hàng quần áo từng gây xôn xao dư luận. Các bị can gồm Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Debo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ vụ án, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh bán hàng online, nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết. Chiều ngày 16 tháng 1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, các bên mâu thuẫn, cự cãi, Trang cùng nhân viên đánh chị Khanh, chị Yến. Ngay cả khi công an đến hiện trường đưa các bên về trụ sở làm việc, các nhân viên cửa hàng vẫn tiếp tục đánh chị Khanh. Theo kết luận giám định, chị Khanh mang thương tích 3%, còn chị Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Liên quan đến vụ xe ô tô tiền tỷ đậu trước nhà thành phố Hồ Chí Minh bị kẻ lạ mặt phóng hỏa mà bản tin ngày hôm qua Nóng 24 giờ có đề cập đến. Mới đây, phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long cùng sinh năm 2005 và ngụ tại tỉnh An Giang mà quý vị đang thấy trên màn hình để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Điều đáng nói là tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm cho biết được một đối tượng tên là Bảy chưa rõ lai lịch thuê với giá 5 triệu đồng để đốt xe ô tô tiền tỷ này. Hai đối tượng gồm Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long cùng sinh năm 2005 cùng quê An Giang. Cả hai khai nhận được một đối tượng tên Bảy chưa rõ lai lịch thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đốt xe ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 10, hai đối tượng đến con hẻm, một đối tượng tiến đến ô tô tưới xăng rồi châm lửa đốt. Chiếc ô tô bị cháy rụi, một ô tô đậu gần đó cũng bị cháy xém phần đuôi. Theo quy định pháp luật, nếu tài sản bị thiệt hại trị giá 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu bị tuyên phạt tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy có thể phải chịu mức hình phạt cao hơn người thực hiện. Một vụ giết người vừa xảy ra vào chiều qua 7 tháng 10 tại Đắk Lắk mà nghi phạm là người vừa ra tù chỉ mới 3 ngày. Hiện trường cho thấy y đã rút dao đâm chết một người lái xe ô tô sau va quẹt giao thông rồi lẩn trốn. Sau nhiều giờ đồng hồ truy lùng, lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cảnh sát truy tìm về bắt đối tượng mới 21 tuổi này. Đối tượng này là ai? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
Khoảng 13 giờ chiều ngày 7 tháng 10, trên đường Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra án mạng. Thanh niên đi xe máy chặn trước đầu ô tô do ông ITB 56 tuổi điều khiển. Sau đó hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này nam thanh niên bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào người đàn ông, khiến người này gục xuống tại chỗ và tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã chạy vào lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột lẩn trốn. Nghi phạm là Đỗ Quang Mạnh, sinh năm 2001, ngụ xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, bị bắt giữ khi đang tìm cách ra khu vực bến xe phía nam thành phố Buôn Ma Thuột, cách hiện trường hơn 10 km. Đáng chú ý, Đỗ Quang Mạnh là đối tượng vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội cố ý gây thương tích, ra tù chỉ mới được 3 ngày. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Một tình huống tai nạn giao thông vừa được camera an ninh ghi lại cho thấy sự nguy hiểm khi trẻ em đi xe đạp và sang đường. Từ tình huống này, thiết nghĩ các bậc phụ huynh cần quan tâm hướng dẫn thêm những quy tắc đạp xe an toàn trên đường cho trẻ. Theo camera an ninh ghi lại, tại một con đường nhỏ, một bé gái đeo cặp sách đang đạp xe đi học. Đột nhiên, em bất ngờ quay đầu xe giữa đường, thậm chí còn không quan sát phía sau. Tình huống giao thông này quá đột ngột đã khiến một người đàn ông đi xe máy đang đi đến đã không kịp tránh nên đã tông thẳng vào bé gái. Cú tông mạnh khiến cả hai người ngã xuống đường. Rất may cả hai không bị thương. Rất nhiều tai nạn đã xảy ra chỉ vì tài xế không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường và khi vào trạm thu phí, như tình huống được chia sẻ mới đây tại trạm BOT trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Triệu Phong, Quảng Trị là một ví dụ. Camera trạm thu phí ghi lại cho thấy, một xe tải chạy qua trạm thì có một ô tô bám sát phía sau không giữ khoảng cách an toàn khi chiếc xe tải phanh gấp dừng lại. Do tài xế xe ô tô không làm chủ tốc độ, bám quá sát khiến chiếc xe tông rất mạnh vào đuôi xe tải. Lợi dụng chốn đông người, các đối tượng trộm cắp đã trà trộn, sau đó giở trò móc túi. Thậm chí những kẻ xấu này còn phối hợp đi với số lượng đông, nên khi ra tay khá nhanh chóng, khiến cho nạn nhân trở tay không kịp. Và cũng với chiêu thức này, một vụ dàn cảnh móc túi nơi đông người đã vừa ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra và đã bị camera quay lại cận cảnh, thưa quý vị. Theo đó, phát hiện con mồi là người phụ nữ mặc áo hồng, đeo túi xách đang đứng mua đồ. Nhóm đối tượng nữ đã bủa vây nạn nhân. Một người dùng tấm tờ rơi che chắn để một đồng bọn khác tiếp cận, thò tay vào túi nạn nhân để trộm tài sản. Thao tác nhanh gọn, chỉ vài giây đã lấy được món đồ. Diễn biến vụ trộm tiếp theo xảy ra tại một cửa hàng ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ đã dàn cảnh phối hợp trộm điện thoại bất chấp có người xung quanh. Thời điểm này, đôi vợ chồng đi xe Attila đời cũ màu đỏ, chở theo đứa con đi vào một cửa hàng mua đồ. Người chồng ở ngoài có nhiệm vụ đứng trước canh và thu hút sự chú ý của mọi người. Người vợ ấm con giờ lựa mua đồ. Sau đó, canh lúc cô nhân viên đang tư vấn cho khách đã tiến tới quầy, thò tay trộm điện thoại ngay bàn thu ngân. Sau đó đi ra, cả gia đình tẩu thoát. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được công an nhiều địa phương đặc biệt quan tâm. Từ đó không chỉ nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân mà nhiều bà con còn tấn công vây bắt tội phạm. Hành động dũng cảm này của người dân không chỉ bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục Chuyện cảnh giác tại Hậu Giang, mời quý vị cùng theo dõi. Trung tuần tháng 9, khi đang đạp xe trên quốc lộ 61, đoạn thuộc ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, bà Hồ Thị Lan bị một đối tượng đi xe mô tô từ sau áp sát, giật phăng chiếc bông tai, rồi cả hai té ngã ra đường. Mặc dù khá đau nhưng bà Lan nhanh trí cùng với người đi đường khống chế tên cướp giật là Phan Lê Thành Hoàng Thọ, trú tại thành phố Cần Thơ, cùng tang vật và phương tiện gây án. Tiểu nhân nó nằm dài vậy nè, nhào lại câu cổ nè, câu cổ nó gỉ xuống rồi lột cái áo mà nó chùm lên trên cái đầu nó gỉ xuống, đạp xuống cái giờ mình làm cái thế. Đặng mình làm cái thế đặng cho nó đừng có dùng giấy nó chạy được đó, rồi cái đầu gối bên đây là ấn vô cái ngực của nó. Một vụ việc khác xảy ra ở thành phố Vị Thanh, đối tượng Lê Minh Phường, trú ở phường 3 đã điều khiển xe mô tô, giật sợi dây chuyền của anh Đường Văn Tuấn rồi tăng ga bỏ chạy. Với tinh thần cảnh giác, anh Tuấn chạy theo, chưa được một cây số thì đuổi kịp, bỏ xe bay người khống chế tên Phường và đưa đến công an. Quyết tâm về lấy về tài sản của mình. Và một cái thứ hai nữa là cho từ xã hội lộ ra bớt, để nếu mà tôi không làm như vậy á, mai mốt còn những người khác bị hại như tôi, những người khác bị hại như tôi thì quá ok, mà những người bị hại khác không được thực hiện đó, nhằm khi giật té xe gãy cổ là thiệt hại cả bản thân của mình. Những người dân có thành tích trong công tác tấn công vây bắt tội phạm
là đáng biểu dương khen thưởng. Thời gian qua, nhiều bà con không chỉ tích cực đấu tranh tấn công tội phạm mà còn cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an khám phá nhanh nhiều vụ án, truy bắt nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt kịp thời thông báo nhanh thủ đoạn mới của tội phạm, đồng thời xây dựng và củng cố nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như nâng cao cái nhận thức, tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản tài sản của mình, đồng thời đó là phát huy tính tích cực, tự giác của bà con cùng với lực lượng công an tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Tích cực tấn công tố giác tội phạm, từ đầu năm đến nay, nhiều người dân ở Hậu Giang được Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân các cấp khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu để sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, đây chính là cây cầu Sáu Duyên ở tỉnh Hậu Giang, được người dân xây dựng từ năm 2008. Đây không chỉ là đường đi lại của bà con trong xã, mà còn là đường đến trường hàng ngày của các em học sinh. Theo thời gian qua gần 14 năm sử dụng, cây cầu đang xuống cấp nghiêm trọng. Với mục tiêu xóa cầu tạm, cầu khỉ, xây dựng những cây cầu đẹp và vững chắc cho trẻ em đến trường an toàn, người lớn đi lại thuận tiện hơn trong cuộc sống mưu sinh, Quỹ Nam Phương phối hợp Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Nhân dân thị xã Long Mỹ và Ủy ban Nhân dân xã Long Trị tổ chức khởi công xây dựng cầu Khang Lợi sẽ thay thế cây cầu Sáu Duyên đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Lễ khởi công cầu Khang Lợi không chỉ tiếp nối hành trình kiến tạo những nhịp cầu ý nghĩa, mà đây còn là nhịp cầu nối những bờ vui của bà con vùng quê sông nước ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và miền Tây nói chung. Qua 14 năm sử dụng, cây cầu cũ bằng bê tông không lan can đã xuống cấp nghiêm trọng. Hai trụ giữa cầu bị lún và sụp đà giữa, dẫn đến việc cầu bị gãy nhiều khúc và không biết sẽ sụp hẳn vào lúc nào. Tôi rất là lo ngại, là sợ cái cầu nó bị sập. Thì còn nếu mùa mưa thì cầu bị quằn, bị ứ nước thì rất là trơn. Có lần tôi cũng bị chật xe té luôn tại dốc cầu này. Thì hôm nay có đoàn thiện nguyện xuống đây hỗ trợ làm cầu thì tôi rất là vui mừng. Cảm ơn cũng nhà tài trợ, làm như thế này là bà con tôi phấn khởi dữ lắm, mừng, không có cái gì bằng. Được đổi lại là Khang Lợi thì cũng rất là mừng. Hy vọng rằng cho bà con ta cũng được nhiều cái lợi nhuận trong quá trình giao thương rồi hàng hóa rồi đi lại, rồi ấp nối liền ấp, rồi xã nối liền xã. Cầu Khang Lợi do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Anh đóng góp 30% chi phí xây dựng cầu, 70% số tiền còn lại được tài trợ bởi Quỹ Nam Phương, công ty thép Vina One, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm khác. Cầu có chiều dài 27,2m, chiều rộng 2,5m, trọng tải 1 tấn, kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng. Thì có thể nói Quỹ Nam Phương đã đồng hành cùng với tỉnh Hậu Giang trong suốt 4 năm qua, và Quỹ Nam Phương xây dựng cũng đã được 5 cây cầu trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang. Đồng hành của Quỹ Nam Phương thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy rất là tích cực, sát cánh cùng với người dân, và những cái cây cầu mà Quỹ Nam Phương đầu tư tài trợ đó thì cũng mang ý nghĩa rất là thiết thực. Hầu hết là những cái địa bàn gặp rất nhiều khó khăn trong cái điều kiện đi lại. Còn rất là nhiều cái dự án cầu cần được thực hiện. Có những nơi mà người ta vẫn phải sử dụng những cái phương tiện đi lại rất là thiếu an toàn, từ cầu cho đến ghe xuồng tạm bợ để mà di chuyển, để mà mưu sinh, để mà đi học hàng ngày. Thì Nam Phương nghĩ là nếu mà có dịp ai mà quan tâm có thể liên hệ với Quỹ Nam Phương để mà cùng tham gia với chúng tôi. Niềm vui được nhân lên khi các em học sinh tiểu học nghèo, học giỏi và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được công ty Hồng Nguyên, công ty gốm sứ Minh Long 1 và các nhà hảo tâm khác trao tặng những phần quà ý nghĩa và thiết thực. Các nghệ sĩ trẻ đồng hành cùng kiến tạo những nhịp cầu, góp vui bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đã lâu, bà con tại miền quê nghèo mới lại có những phút giây vui tươi rộn ràng như vậy. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Bích Hồng và Quang Huy xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng nóng 24 giờ và kính chào tạm biệt quý vị.